Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Hôm nay em xin gửi tới mọi người một sản phẩm, đó chính là chế hỏa khí của xe Toyota Corolla 1.6 máy 4A, đời chỉ 1994 đến 1998. Cái dòng sản phẩm ngày hôm nay em gửi tới mọi người đó là cái dòng sản phẩm hàng liên doanh cao cấp anh em nhé. Đây mọi người có thể nhìn thấy này. Đấy. Đây, đây chính là cái chế mới của nó. Với cái dòng xe đời cổ này thì theo em thì các bác nên lấy cái mới để đảm bảo sử dụng nó trơn tru và nó không bị trục trặc gì. Nó không, bãi cái đời này thì nó khá là sâu rồi nên là nó cũng không được đẹp. Đây, anh em có thể nhìn này. Đấy, các cái cấu tạo này. Rồi các cái lò xo của cái điểm chế hỏa khí của nó rất là chất luôn. Đây chính là hàng liên doanh cao cấp anh em nhé. Đó. Đây chính là cái điểm để tạo ra lửa đấy ạ. Đó. Vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm đó chính là cái chế hỏa khí của xe Toyota Corolla 4A. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.